Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với TFV. Trong video này mình xin giới thiệu với các bạn về một chiếc xe nâng điện, xe mình lái nhá. Tải trọng nâng của nó là 1,5 tấn, đây là một chiếc xe màu cam. Chiếc xe này thì được TFV nhập về từ Nhật Bản và vừa mới xuống công ngày hôm qua, đã được đăng ký và đăng kiểm đầy đủ rồi nhá. Chúng ta cùng xem một chút về hệ thống lái này. Đây là các cái cần điều khiển này và vô lăng lái này, cục vô lăng này, trên đây là ổ khóa này, ở đây có ký hiệu, ở đây là có ký hiệu nhá. Mình mở khóa lên xem màn hình hiển thị của nó một chút. Ở đây là màn hình hiển thị của xe này, màn hình hiển thị của xe, và đây là các cái cần điều khiển. Đây là cần điều khiển này, ở trên này đã được ký hiệu cái chức năng của cái cần điều khiển này rồi nhá, 4 cần điều khiển ạ. Đây ạ, đã được ký hiệu chức năng rất là rõ ràng rồi. Và trên này là có nút dừng khẩn cấp này, nút dừng khẩn cấp này, có còi này, đèn này, và đây là xi nhan. Khi không sử dụng xe mà muốn, hoặc là khi đang sử dụng hay gặp, khi đang sử dụng xe mà gặp những cái trường hợp khẩn cấp muốn dừng xe, thì chúng ta có thể sử dụng cái nút này, chúng ta có thể ấn cái nút này xuống để cho những cái dòng điện ở xe, dòng điện hoạt động trong xe ngắt. Khi xe ngắt thì khi dòng điện ở trong xe ngắt thì chiếc xe này sẽ dừng lại nhá. Chúng ta cùng xem một chút vị trí bảng nhôm. Ở trên bảng nhôm thể hiện được đầy đủ thông tin cơ bản này. Chiếc xe này thì được sản xuất vào tháng 3 năm 2012, sử dụng bình điện 48V. Và chiều cao nâng của nó là 5,5 m. Xe này đang là có tải trọng là 1,5 tấn nhé. 1,5 tấn, chiếc xe 1,5 tấn. Đây là nơi cắm rắc sạc này, cắm sạc cho xe. Và dưới này là phanh. Và đây là cái cần gạt để đẩy bình điện đấy. Cùng xem một chút về hệ thống động cơ nhé, động cơ của xe. Mở cửa này ra. Đây là hệ thống điện, hệ thống động cơ của xe. Xe này rất là mới, đã qua sử dụng nhưng mà rất là mới. Đây là hệ thống điện của xe đây ạ. Chúng ta có thể xem rõ hơn. Đây. Chiếc xe này thì sử dụng bánh của nó là bánh PU nhá. Bánh PU đối với những chiếc xe mà sử dụng ở trong những cái kho xưởng nâng hàng, trong những cái công xưởng mặt sàn nhẵn ấy, thì rất là phù hợp. Bên này cũng thêm một chút về khung xe và giá nâng và càng nâng nhá. Chiếc xe này thì đang được gắn dịch giá nhá. Đây là bộ phận dịch giá này. Bộ phận dịch giá này giúp cho chúng ta có thể di chuyển cái giá nâng này sang trái hoặc là sang phải mà không cần di chuyển. Khi di chuyển được giá nâng sang trái sang phải dễ dàng như thế thì cái việc xếp hàng hóa thì sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và đây là càng nâng. Càng nâng thì đang được sử dụng là càng móc nhé. Càng móc. Khung nâng của chiếc xe này thì được sử dụng là khung nâng 3 tầng này. Khung 3 tầng nâng có xi nhan ở hai bên và có xi nhan giữa, có thể làm việc nâng hạ hàng hóa ở trong container. Đây là hệ thống xi nhan giữa này, xi nhan ở bên hai bên này. Đây là dây thủy lực này, hệ thống dây thủy lực này, dây thủy lực. Và bên trong này là vị trí bình điện. Đây là bình điện của xe này. Đây là bình điện của xe này. Bình điện của chiếc xe này thì đang được sử dụng là bình 48V nhé. Bình 48V đấy. Bên trong bình điện này thì có các cell bình to. Đấy là tổng quan của chiếc xe mình muốn giới thiệu với các bạn. Còn một bộ phận nữa đó là đèn. Đèn xe. Đèn xe được lắp rất là đầy đủ. Hiện tại đây là có 3 đèn.
hai đèn pha chiếu sáng ở phía trước và một đèn pha chiếu ở nơi mà người vận hành xe đang đứng ấy. Đó là vị trí cabin của xe. Hiện tại thì chiếc xe này đang có mặt ở trung tâm thương mại Medin Plaza, showroom 1 của TFV, địa chỉ là thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Các bạn có thể đến trung tâm để xem xe trực tiếp, hoặc là có thể truy cập vào website tfv.vn, hay là có thể liên hệ đến số điện thoại 0916929883 để được tư vấn và báo giá tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.